Thứ bảy tuần 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn rằng: người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình, và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi vì không đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên bớt nghẹt nó. Khi nói những lời đó, người kêu lên rằng: ai có tai để nghe thì hãy nghe. Bấy giờ các môn đệ hỏi người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: dụ ngôn đó có nghĩa thế này: hạt giống là lời Thiên Chúa, những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, bởi họ tin mà được cứu độ. Kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bớt nghẹt, và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn họ sinh được hoa trái. Suy niệm: trong số bốn loại đất, lề đường, sỏi đá, bụi gai và đất tốt, chỉ có tâm hồn của người thuộc loại đất tốt mới sinh hoa trái. Những người này làm cách nào để sinh trái? Chúa Giêsu giải thích, đó là những người nghe lời Chúa với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn họ sinh được hoa trái. Như thế, để lời Chúa trổ sinh hoa trái phong phú trong cuộc đời mình, chúng ta phải lắng nghe lời Chúa với tâm hồn chân thành, phải hành động theo lời Chúa, và phải kiên nhẫn chứ không vội chán nản. Bạn đã đón nhận lời Chúa như thế nào? Lạy mẹ Maria, mẹ đã ghi nhớ lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng. Xin mẹ giúp gia đình chúng con biết theo gương mẹ, để gia đình chúng con làm mảnh đất tốt cho lời Chúa trổ sinh. Từ đó chúng con sống xứng danh làm môn đệ Chúa Giêsu, con của mẹ.